Thu Ngân xin chào mừng quý vị khách hàng đã quay trở lại trong video giới thiệu sản phẩm mới ra mắt tại công ty Bình Quân. Và quý vị sẽ không phải thất vọng khi cùng Thu Ngân tìm hiểu về dòng sản phẩm máy kinh doanh hộ gia đình đang phát triển, hiện đang bán chạy nhất tại công ty Bình Quân. Và trước mắt quý vị là tất cả các nguyên liệu Thu Ngân đã chuẩn bị để nghiền về máy nghiền bột ngũ cốc siêu mịn inox 200 phiên bản 2021 của công ty Bình Quân. Nguyên liệu ngũ cốc của chúng ta gồm 12 loại hạt từ đỗ xanh, đỗ đen, đỗ tương, gạo lứt, đỗ đỏ, mè đen, hạt điều, hạt maca, hạt sen, hạnh nhân, hạt bí và yến mạch. Các nguyên liệu khi phối trộn, tỷ lệ dầu chỉ chiếm khoảng 10% và quý vị có thể nghiền thành bột siêu mịn với sàng lỗ 0,4 ly. Máy nghiền bột siêu mịn inox 200 phiên bản 2021 của công ty Bình Quân có hỗ trợ bảng điều khiển hiện đại, tiện lợi cho người dùng. Với thiết kế hoàn toàn bằng inox, giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khung máy được thiết kế gọn gàng hơn trước, dạng hình hộp chữ nhật. Phần toa nạp siêu rộng, chứa đựng lượng lớn nguyên liệu nghiền. Phần cửa nạp của máy có nắp chắn điều chỉnh để nguyên liệu chảy tự động đi vào buồng nghiền. Máy nghiền bột siêu mịn inox 200 hiện tại được lắp đặt với động cơ 3,5 kW, 100% lõi đồng, sử dụng nguồn điện gia đình là 220 V nên sẽ rất phù hợp với các hộ kinh doanh gia đình nhỏ lẻ. Khác biệt và nổi trội hơn so với các dòng sản phẩm máy nghiền bột mịn đang có bên công ty Bình Quân. Vậy tại sao quý vị không nhanh tay nhấc máy lên để được tư vấn và tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về dòng sản phẩm máy nghiền bột ngũ cốc siêu mịn inox 200 phiên bản 2021 này nhỉ? Và cùng đợi tới cuối video để xem Thu Ngân pha thử và thưởng thức hương vị thơm ngon từ ngũ cốc sánh mịn sau khi nghiền. Và vừa rồi thì các quý vị cũng đã nhìn thấy rõ được thành phẩm nghiền ra của máy nghiền bột mịn inox 200. Với các nguyên liệu thô như đỗ, nguyên hạt hạnh nhân, hạt điều hay maca, máy đều có thể nghiền được dễ dàng với sàng 0,4 ly làm ra bột ngũ cốc dinh dưỡng. Và tiếp theo đây, Thu Ngân sẽ sử dụng nước nóng để pha thử xem độ hòa tan của bột đến đâu nhé. Chúng ta sẽ pha 3 muỗng bột ngũ cốc với khoảng 250ml nước nóng. À vâng, quý vị có thể thấy ạ. Bây giờ Thu Ngân sẽ khoáng cốc lên. Đây, vậy là Thu Ngân đã pha xong rồi. Rất là đặc mịn và sánh đúng không ạ? Rất nhiều mùi thơm, đặc biệt nhất là mùi của đỗ tương, gạo lứt. Có cả mùi bơ của hạnh nhân, mùi hạt điều rất là thơm nữa. Và bây giờ Thu Ngân sẽ thưởng thức một cốc ngũ cốc cực kỳ dinh dưỡng này. Thực sự rất đặc và sánh luôn đấy ạ. Các hạt bột của chúng ta đều đã tan hết với nước nóng rồi. Với những quý vị khách hàng nào thích uống ngọt thì chúng ta có thể cho thêm chút đường vào. Còn Thu Ngân thì đã uống nhạt quen rồi. Cực kỳ dinh dưỡng và chất lượng. Thường thường phần ngũ cốc này sẽ được sử dụng cho các bà bầu, dùng để tăng cân, làm đẹp da và lợi sữa rất nhiều. Và đến đây là video của chúng ta đã kết thúc. Thu Ngân xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kế tiếp. Chúc quý vị kinh doanh thành công. Nếu quý vị thấy video hay và bổ ích, hãy ấn nút đăng ký kênh để theo dõi được các dòng sản phẩm mới nhất từ công ty Bình Quân và để lại số điện thoại của mình ngay phía dưới phần bình luận để được nhân viên tư vấn miễn phí. Mua hàng trực tiếp tại công ty Bình Quân.
quý khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành máy trong 6 tháng, nhận giá máy ưu đãi tại xưởng sản xuất. Vậy tại sao quý vị còn không nhanh tay liên hệ đặt hàng với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật một cách tốt nhất?